Cô tí bật cho bố cái tivi xem có cái gì hay không nào. Giờ này là sắp có chương trình thể thao rồi đấy. Thôi thôi, để đấy để mẹ đang xem chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày. Nhiều thông tin bổ ích lắm đấy. Kìa. Khói thuốc lá có chứa 7.000 hóa chất, trong đó có 69 chất là tác nhân gây ung thư. Nicotine là chất gây nghiện. Cơ quan Kiểm soát Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA đã xếp nicotine vào nhóm các chất có tính chất dược lý gây nghiện mạnh, tương tự như các chất ma túy như heroin và cocaine. Carbon monoxide là nguyên nhân hình thành các mảng xơ vữa động mạch. Benzen, chất gây ung thư được tìm thấy trong khói của dầu khí và thuốc trừ sâu. Nitrosamin, chất gây ung thư rất mạnh có nhiều trong khói thuốc và cả trong các sản phẩm thuốc lá không khói. Formaldehyde, dung dịch dùng trong ướp xác và nó cũng có nhiều trong khói thuốc. Chất này gây kích thích mũi, họng và mắt của người hút thuốc khi hít phải khói thuốc lá. Đấy nha, bố cô tí thấy chưa? Em đã bảo là hút thuốc lá hại lắm mà bố không tin. Bố cô tí nghe người ta nói gì chưa? Thế thì để anh thử đã nhá. Độc hại thế này thì ai mà dám hút nữa. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Sức Khỏe Adam và tìm hiểu những thói quen khiến đàn ông suy giảm phong độ yêu. Quý thính giả thân mến, với những áp lực của cuộc sống hiện đại, cùng với những thói quen sinh hoạt không hợp lý mà ngày nay rất nhiều đấng mày râu, dù tuổi chưa già nhưng mà sức khỏe tình dục cũng đã nhiều phần suy giảm. Vậy cụ thể những thói quen đang hàng ngày ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục mà các anh nam giới vẫn thường bỏ qua là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chuyên mục ngày hôm nay. Và xin được giới thiệu, tham dự chuyên mục ngày hôm nay có bác sĩ Nguyễn Bá Hưng đến từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec sẽ giải đáp cho quý thính giả và tư vấn về những điều mà quý vị vẫn còn thắc mắc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn thường nghe mọi người nói là một chế độ sinh hoạt lành mạnh chính là yếu tố vô cùng quan trọng để giúp cho bản thân chúng ta có được một sức khỏe tốt. Sức khỏe tình dục cũng như vậy đấy ạ. Nhưng trong một ngày, mỗi chúng ta thường có rất nhiều hoạt động và nhiều người cũng không hiểu rõ là liệu hoạt động ấy có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống phòng the. Vậy thì các thính giả đều đang rất mong bác sĩ Nguyễn Bá Hưng điểm danh một vài thói quen không tốt làm ảnh hưởng đến đời sống phòng the của chúng ta. Các cái yếu tố mà thói quen hàng ngày nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe tình dục đấy thì nó có rất là nhiều. Ví dụ như những cái yếu tố về tâm lý, ví dụ như là các cái thói quen ăn mặc không được hấp dẫn gợi cảm này, rồi là vệ sinh cơ thể kém gây nên những mùi cơ thể khó chịu này, rồi là thói quen ấy, chê bai người khác ở bình phẩm đánh giá cậu nhỏ hoặc cô nhỏ trong lúc đang ái ân này. Rồi là những các cái vấn đề khác như thế, chế độ ăn uống không điều độ hoặc là các cái khẩu phần ăn không hợp lý. Thế rồi ở trong cái sinh hoạt thì cũng sinh hoạt không điều độ. Công việc thì quá nhiều, căng thẳng, rồi là stress quá nhiều. Rồi là một cái vấn đề nữa đó là vấn đề tình dục quá độ. Khi mà làm việc quá độ quá thì cái việc mà cái chức năng của tuyến sinh dục và cái dương vật hoặc là cái khả năng cương cứng về tình dục của nam giới cũng sẽ bị giảm. Một cái vấn đề nữa là cái tình dục mà quá ít thì cũng ảnh hưởng. Rồi là một số các cái thói quen khác, ví dụ như thể là hút thuốc lá, thế rồi là thói quen lạm dụng rượu bia, thế rồi cái thói quen thức khuya hoặc là bị thiếu ngủ là một cái yếu tố mà ảnh hưởng rất lớn đến cái vấn đề về sức khỏe tình dục của nam giới. Bác sĩ thì có nhắc đến hút thuốc lá là một thói quen không tốt cho sức khỏe của toàn cơ thể nói chung và cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục. Có một thực tế là nhiều quý ông dù biết thuốc lá rất hại nhưng mà không bỏ được. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ chia sẻ rõ hơn một chút lý do tại sao hút thuốc ảnh hưởng đến tình trạng trên bảo dưới không nghe của các quý ông ạ. Thuốc lá thì ảnh hưởng đến cái khả năng cương cứng của nam giới rất là lớn, bởi trong cái khói thuốc lá nó có rất nhiều các cái chất khác nhau và trong đó có những cái nhóm chất gọi là nhóm chất co mạch, nicotine chẳng hạn. Nó làm co mạch cho nên là cái việc mà các cái mạch máu nó bị co lại, cho nên dòng máu nó đi vào cái dương vật là nó kém, thì cái khả năng cương cứng của nam giới là sẽ thấp. Ngoài ra những người hút thuốc lá thì mồm miệng thì rất là hôi, sẽ làm giảm cảm hứng của đối tác đi, cho nên đối tác có thể là từ chối cái việc đó. Và đôi khi gặp phải những tình huống như thế, quý ông cũng sẽ tự ái và có thể là có sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề về ham muốn tình dục cũng như là cái khoái cảm tình dục. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ với những thông tin được coi như là một lời cảnh báo rất là hữu hiệu dành cho đấng mày râu, đặc biệt là với những người có thói quen là hút thuốc, đúng không ạ? Bởi vì sau khi nghe thông tin trên thì tôi cũng tin rằng sẽ có rất nhiều người luôn muốn sung mãn trong chuyện ấy, sẽ có quyết tâm, có động lực để từ bỏ thói quen hút thuốc ngay.